Hoa hậu Ngọc Châu về quê sau khi đăng quang, mẹ ruột nấu nhiều món ngon chiêu đãi. Sau thời gian tất bật với các lịch trình hậu đăng quang, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 Ngọc Châu đã chính thức về thăm quê tại xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Mẹ nàng hậu đã nấu bữa cơm đầu tiên cho con gái sau khi đăng quang, cho biết món nào mẹ nấu cô cũng ăn. Sau khi Ngọc Châu đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, mọi điều xung quanh người đẹp đều được công chúng hâm mộ dành sự quan tâm đặc biệt. Bận rộn với lịch trình hậu đăng quang, Ngọc Châu dành thời gian về thăm quê nhà Tây Ninh. Tại đây, cô có nhiều hoạt động ý nghĩa trên cương vị của một Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Hôm qua 12 tháng 7, người đẹp sinh năm 1994 cùng ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đạp xe diễu hành từ trung tâm thành phố Tây Ninh đến chân núi Bà Đen. Theo chia sẻ, đây là hoạt động được thực hiện với mục đích tuyên truyền bảo vệ môi trường. Ngọc Châu diện trang phục giản dị xuất hiện từ sớm, đồng hành cùng cô còn có mẹ ruột và đại diện ban tổ chức là ông Trần Việt Bảo Hoàng. Khi hay tin Ngọc Châu trở về nhà, đông đảo khán giả đã có mặt để chúc mừng. Họ chuẩn bị hình ảnh băng rôn và dành cho người đẹp sinh năm 1994 những lời chúc khi cô giành chiến thắng tại đấu trường nhan sắc lớn như Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Đáp lại tình cảm của mọi người, Ngọc Châu liên tục vẫy tay chào, thân thiện chụp ảnh cùng fan. Thậm chí mọi người còn dùng xe đạp, xe máy đồng hành cùng cô trong quá trình đạp xe diễu hành đến chân núi Bà Đen. Điều đó khiến Hoa hậu Chiến X không khỏi xúc động. Chia sẻ trên trang cá nhân của mình, Ngọc Châu viết, chuyến homecoming của Châu hôm nay là hết sức vui luôn, cảm ơn cả nhà nhiều lắm, hẹn cả nhà ngày mai mình tiếp tục chuyến hành trình nha. Trong khi đó, CEO Trần Việt Bảo Hoàng cũng không khỏi bất ngờ trước tình cảm mà mọi người dành cho người đẹp sinh năm 1994, anh tâm sự. Chúc mừng Ngọc Châu, em có một hậu phương quá tuyệt vời, tin rằng chuyến đi sẽ tiếp thêm cho em năng lượng trong hành trình mới. Được biết, trong ngày trở về nhà với cương vị là tân hoa hậu, Ngọc Châu xuất hiện giản dị với áo thun, quần jean và đôi giày thể thao năng động. Dù vậy, cô vẫn toát lên nét rạng rỡ khiến nhiều người trầm trồ. Trước sự chờ đón của mọi người, Ngọc Châu không khỏi xúc động. Bên cạnh đó, người đẹp sinh năm 1994 cũng gửi những phần quà ý nghĩa đến người dân. Sau khi hoàn tất lịch trình tại hội trường, Ngọc Châu về nhà cách đó khoảng 500m. Trong lần đầu tiên về nhà sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Ngọc Châu không khỏi cảm xúc. Từ sáng đến giờ mình nhận được sự chào đón rất nhiệt thành từ tất cả mọi người. Thật sự Châu cảm thấy tự hào, hạnh phúc lắm. Mình không có từ nào diễn tả được cảm xúc này. Là người từng đăng quang ở các cuộc thi khác nhưng với cương vị là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam thì có sự khác biệt. Ngọc Châu bộc bạch. Trước đó mình cũng đã đăng quang cuộc thi nhan sắc khác nhưng có thể là mình chưa gây được tiếng vang, chưa tạo được nhiều dấu ấn với khán giả. Thì chính vì vậy mà cái sự chào đón nó không nhiều như bây giờ. Lần này mọi người yêu thương ủng hộ Châu rất nhiều, có những người bạn từ rất xa đến giao lưu chụp hình, Châu cảm thấy rất trân trọng. Đáng chú ý, trong ngày Ngọc Châu trở về quê nhà đã có rất nhiều sự kiện diễn ra. Nàng hậu không chỉ chạy xe đạp diễu hành, tặng quà cho bà con khó khăn mà còn đặc biệt được ăn cơm mẹ nấu. Dù không phải là những món ăn sơn hào hải vị nhưng lại chứa đầy tình cảm của mẹ. Dù đi cả ngày cùng cô con gái, mẹ Ngọc Châu đã rất mệt mỏi, tuy nhiên bà vẫn về nhà trước để chuẩn bị bữa ăn cho cô con gái. Do không đủ thời gian để nấu nên bà gái chỉ nấu được những món đơn giản cho con, trong đó có gà nấu nước dừa, thịt luộc, mắm nêm. Một lần nữa phải công nhận rằng, Ngọc Châu và người thân gia đình của cô mang đến cho công chúng những cảm xúc rất đặc biệt, dù mọi thứ không hào nhoáng nhưng vô cùng đẹp đẽ và gần gũi.